Đây là Putin muốn chứng minh cho thế giới xem nước Nga mạnh như thế nào. Đó là những chiếc máy bay bay theo cái hình chữ Z bay trên bầu trời. Đó là ở bên Moscow. Theo truyền thống, đây là vào tháng 5 ngày 9 tây. Đó là cái ngày mà họ kêu là ngày chiến thắng của bên nước Nga. Tháng 5 ngày chính tây, Putin muốn đưa ra nói là Putin đã chiến thắng bên Ukraine. Cho dù ở bên thành phố Melubo, bên Ukraine, bị bắn liên tục chỗ này. Hai tháng liên tiếp, và ở chỗ này cũng có một số người đang ở đây để mà chống lại Putin. Đây là dưới hạng thép. Người ta ở dưới này. Có rất là nhiều người đang sống ở dưới đây. Ở đây có những người dân ở dưới chỗ này. Cộng thêm những cái người mà lính tráng cũng đang ở dưới đây khoảng chừng 100 người trở lên. Những người này là không chấp nhận đầu hàng. Đây là cái video của bên nước Nga chiếu cho xem là nước Nga thả bom như vậy. Thả bom ngay cái chỗ hãng thép. Càng ngày thả bom càng dữ tợn hơn. Thứ nhất là thả bom, thứ nhì là đưa xe tăng tới bắn túi bụi vô trong đó. Nước Nga càng muốn chiếm bao nhiêu, thì Ukraine càng chống lại bấy nhiêu. Nước Ukraine có những người lính ở Hoa Kỳ đã tới đứng chung để chống lại bên nước Nga. Anh này đã bị bơm nổ xuống văn miễn và đã làm cho bị mù mắt. Anh ta nói, đối với tôi thì không sao. Tôi là còn trẻ, là một người đàn ông mà. Anh nói, tôi đây lo là những người trẻ em và những người già. Của Hoa Kỳ qua đây giúp đỡ không phải là bị thương này nọ không, nhưng mà cũng là những người anh hùng. Đi chung để đánh lại nước Nga, cộng thêm một người dư khoen nữa. Ba người đang đi và đã bị đạp trúng một cái miền, bị nổ và bị thương đây có ba người Mỹ đã vô trong đây giúp đỡ cho những cái người mà lính tráng du khoan bị cháy chỗ này. Những gì của những người Mỹ đó làm cứu mạng cái anh này, nhưng mà trong lúc này anh ta cũng đang lo ngại về tính mạng của những người đó. Anh ta nói tôi đây không muốn chuyện gì xảy ra với họ tôi muốn họ vẫn còn sống và họ đối với tôi rất là quan trọng tôi không muốn họ bị gì trong cuộc sống ngay lúc này có những người dân mỹ qua ở hướng đông để giúp đỡ cho bên ukraine